tử vi thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ tư ngày 5 tháng 7 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo nói rằng Bạch Dương tránh bị lừa dối trong ngày hôm nay bạn khá tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cung hoàng đạo này vốn là người liều lĩnh nhưng hôm nay bạn rất chịu khó hỏi han ý kiến của mọi người xung quanh cân nhắc kỹ rồi bạn mới chọn ra giải pháp phù hợp về phương diện tình cảm chòm sao này đang dành thời gian bên một nửa của mình và những người thân trong nhà họ đang cần nghe lời khuyên và sự che chở của bạn lúc này nếu tập trung vào việc cải thiện kỹ năng của bản thân thì việc này gián tiếp ảnh hưởng tới khả năng thu hút tiền bạc. Do đó, đừng xem thường những giá trị khác xung quanh mình. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 23 và 67. Hai Cung Kim Ngưu tử vi năm tháng 7 năm 2023 dự báo rằng Kim Ngưu rất ngại nói nặng lời vì bạn sợ làm tổn thương người khác. Tuy nhiên, nếu bạn không nghiêm khắc thì người này liên tục phạm lỗi. Có lẽ bạn nên giải thích quá nhiều làm gì, tốt hơn hết hãy tập trung vào hành động. Khi kết quả lên tiếng thì bạn chẳng phải chứng minh điều gì nữa. Nhờ sinh hoạt điều độ, đi ngủ sớm tránh xa các phương tiện truyền thông không tốt nên thời gian này sức khỏe của bạn cải thiện rõ rệt ai cũng khen bạn có nước da hồng hào hơn về phương diện tình cảm những người đang độc thân sẽ có những buổi hẹn hò rất thú vị người đang yêu thì có chút đào hoa nhưng nếu bạn tỉnh táo tránh xa thì sẽ không phải vướng vào bất cứ rắc rối nào con số may mắn của Kim Ngưu ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 54 và 66. 3. Cung song tử song tử hào hứng làm mọi thứ theo ý mình mà quên đi việc tham khảo ý kiến. Kết quả là bạn đã để xảy ra không ít sai sót. Nếu thường xuyên phải di chuyển xa để làm việc thì bạn cũng phải cố gắng để tỉnh táo nhé những quyết định trong lúc đầu óc không sáng suốt sẽ gây ra rắc rối cho bạn sau này về phương diện tình cảm cung hoàng đạo này đang cố gắng thuyết phục rằng đối phương yêu mình cho dù họ hờ hững và thường xuyên lấy lý do bận bạn nên học cách yêu bản thân nhiều hơn rồi bạn sẽ biết nên quyết định thế nào với mối quan hệ hiện tại song tử nên tạm thời có thể yên tâm về tiền bạc trong khoảng thời gian gần đây sẽ không có nhiều sự kiện khiến bạn phải chi tiêu nhiều và thâm hụt ngân sách đâu. Con số may mắn của song tử ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 23 và 56. Bốn, cung cự giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo tiết lộ cự giải đủ nhạy cảm để phán đoán một số việc có thể xảy ra trong những ngày tới nhờ thế mà bạn đi tắt đón đầu nhanh chóng chòm sao này tự tin đĩnh đặc cũng chỉ vì bạn hiểu rõ mình cần gì muốn đạt được mục tiêu gì trong ngắn hạn và dài hạn việc này cũng giúp bạn trở nên tập trung hơn về phương diện tình cảm ngày này rất đẹp cho đôi lứa hẹn hò lãng mạn sống lại cảm giác thời mới yêu người có gia đình có trách nhiệm hơn với vợ chồng con cái việc tăng lương thời gian này quả không hề dễ dàng gì thế nên bạn đang tập trung cải thiện kỹ năng, làm thêm những công việc phụ khác để gia tăng thu nhập. Con số may mắn của cự giải ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 23 và 53. 5. Cùng sư tử theo tử vi ngày mới, sư tử với bản lĩnh và khí chất của mình, bạn tự tin, không thấy lo lắng gì cả. Có sự việc xảy ra nhắc nhở cho bạn thấy rằng nên thể hiện sự thân thiện, hòa đồng với mọi người. Sự cao ngạo và lì lợm sẽ đem lại bất lợi cho bạn. Về phương diện tình cảm, bạn đang nghe ai tâm sự chuyện tình của họ bạn cũng cảm thấy mệt lắm rồi nhưng đừng vì thế mà chút giận vô cớ lên người thương bạn nhé. Trân trọng người vẫn âm thầm ở bên và lo lắng cho bạn. Thức quá khuya không chỉ khiến bạn thâm mắt, sắc khí không được tốt mà còn ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Do đó, nên bỏ qua những lo lắng hiện tại để có giấc ngủ sâu đi nhé. Con số may mắn của sư tử ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 56 và 78. 6 cung xử nữ tử vi phương Tây cho thấy xử nữ hay tự trách bản thân. Thực ra bạn cũng đã rất cố gắng rồi, không có gì phải buồn nữa cả. Chòm sao này nên học thêm điều gì đó mới lạ để gia tăng cảm hứng. Không những thế việc này còn có thể áp dụng vào công việc để gia tăng tính hiệu quả. Sử nữ không thực sự vui khi tài chính không có bước phát triển nào lớn, lương đến tháng vẫn nhận đều đặn chứ không thêm bớt đồng nào. Trong khi đó, chi tiêu trong nhà mỗi ngày một gia tăng theo thời gian. Về phương diện tình cảm, chòm sao này nhận ra sự tính toán của đối phương cũng là lúc bạn biết rằng họ không còn yêu bạn như trước nữa. Có khi cả hai nên cho nhau chút không gian riêng để đánh giá lại tình cảm của mình. Con số may mắn của xử nữ ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 12 và 56. Bảy, Công Thiên Bình Thiên Bình cố gắng trốn tránh sự khó chịu bằng việc biện minh rằng sự việc không như thế. Có người chỉ ra sự mù quáng nhưng bạn vẫn không chịu nghe. Công hoàng đạo này cần cân nhắc với các lựa chọn của mình trong ngày hôm nay. Có thể nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai của bạn về sau này đấy. Về phương diện sức khỏe, nếu ai đó chê rằng bạn yếu đuối thì bạn càng muốn chứng tỏ sự dẻo dai của mình trong việc tập luyện nhiều người có thành tích đáng kể trong việc tập luyện sức khỏe vào thời điểm này. Những bạn đang độc thân có thể sẽ tìm được người chung đôi trong những lời giới thiệu từ người thân hay bạn bè. Những cặp đôi mới cưới thì nên lựa lời mà nói với nhau trong lúc có xích mích để tránh những hiểu lầm không đáng có. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 23 và 55. 8. Cùng bọ cặp bọ cặp nên thận trọng về vấn đề tài chính trong hôm nay. Thứ ba này bạn rất dễ gặp rắc rối trong công việc tuy nhiên khó khăn không khiến bạn trùn bước. Nếu vấn đề quá khó giải quyết, hãy mạnh dạn hỏi thẳng cấp trên để cùng đưa ra giải pháp và bắt đầu hành động. Về phương diện tình cảm. Trong thời gian này tình cảm đôi lứa ngày càng trở nên tẻ nhạt vì bạn và người ấy không dành nhiều thời gian cho nhau hai người nên ngồi lại cùng nhau. Tìm hiểu xem vấn đề ở đâu để sớm khắc phục tình trạng này. Chòm sao này đang chi tiêu quá nhiều, nếu đang làm trong lĩnh vực kinh doanh có khả năng thua lỗ. Đầu tư thì có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc là rất lớn. Con số may mắn của bọ cạp ngày 4 tháng 7 năm 2023 là 20 và 51. 9, cung nhân mã 22 phần 11 đến 21 phần 12. Nhân mã thiếu đi niềm tin với mọi người xung quanh mình. Đó là lý do bạn tự mình xử lý mọi việc trong thứ tư này. Những khó khăn bước đầu đã không còn. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ trong tầm kiểm soát của bạn. Có ai đó cho rằng bạn may mắn nhưng bạn chỉ biết mỉm cười cho qua thứ tư này, bạn chỉ muốn ở một mình tại góc riêng. Do nóng tính nên bạn và người ấy thường cãi nhau vì những vấn đề không đâu vào đâu về phương diện tiền chính của bạn đang được cải thiện, việc làm ăn. Kinh doanh của bạn đã bắt đầu có thay đổi tích cực. Có nhiều người ký kết được hợp đồng lớn bất ngờ. Con số may mắn của nhân mã ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 23 và 41. 10. Cung Ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng Ma kết đã muốn cho qua nhưng người ta vẫn tiếp tục gây chuyện. Không phải chuyện gì cũng có thể nói nhưng hôm nay bạn nên chia sẻ những khó khăn trong công việc của mình, mọi người sẽ hiểu và giúp đỡ bạn hoàn thành được công việc sớm. Về phương diện tình cảm, bạn đừng hấp tấp tỏ tình mà không nhìn thấy dấu hiệu đối phương đang có tình cảm với người khác. Bạn nên hiểu rằng tình yêu phải đến từ hai phía, cố chấp chỉ khiến bạn tự làm khổ mình mà thôi. Tài lộc trong ngày thứ tư này của bạn sẽ không được tốt cho lắm, thêm vào đó bạn còn phải chi trả một số khoản tiền bắt buộc khá đau đầu vì tiền bạc trong ngày hôm nay. Thời gian này không thích hợp để làm việc lớn. Con số may mắn của ma kết ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 12 và 32. 11. Cung Bảo Bình Tử Vi 12 chòm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình ngỡ ngàng với những sự thật mà mình đang đối mặt. Thứ tư này bạn chủ động hơn trong mọi việc. Nhiều người quyết định đi học thêm một kỹ năng mới, một bộ môn mới để trau dồi kỹ năng làm việc, lỡ có nhảy việc thì vẫn dễ thở. Bảo Bình đang cảm thấy có quá nhiều ràng buộc và khó thở trong mối quan hệ hiện tại có thể sự nhàm chán đã đẩy hai người ra xa, hãy tìm cách làm mới tình yêu của mình. Cung hoàng đạo này cởi mở trong việc chia sẻ những lời khuyên tiền bạc nhưng sẽ có người phản đối. Thực ra giá trị và mục đích của mỗi người khác nhau nên họ chê bai cách dùng tiền của bạn là điều dễ hiểu. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 42 và 56. 12. Cung Song Ngư Tử Vi ngày mới cho biết Song Ngư trở về với sự yếu đuối của mình. Bạn cũng đang rất cần sự ủng hộ và trợ giúp của người khác để bắt đầu một dự án. Công việc của cung Hoàng đạo này sẽ bắt đầu bằng những thay đổi lớn, có thể nó sẽ cho bạn có được những trải nghiệm tuyệt vời, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra. Về phương diện tình cảm, bạn đang cảm thấy hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc trong tình yêu, bạn không còn là kẻ mộng mơ về một tình yêu phi vật chất. Thứ tư này bạn biết cách thu hút tài lộc về mình. Có thể nói, tài ăn nói, tính tình phóng khoáng, vui vẻ là điểm thu hút tiền tài đến bên bạn. Con số may mắn của song ngư ngày 5 tháng 7 năm 2023 là 32 và 56.